cái bọn này nó bố trí nút chán thế nhỉ? Ai thử cái nút đi từ đây nào mà cuối cùng mới ghi nhé. Tôi đề cao tính tính sống sót nên tôi sẽ chọn bướm sách. Có gói giáp kìa. Vâng, nhưng mình có giáp mẹ rồi. Vâng, có mỗi thằng Minh, lời mỗi thằng Minh. Nó hợp lý mà. Quá hợp lý. Tôi đi săn súng. Được rồi, tôi có hộp súng rồi. Tuyệt vời. Quá hợp lý. Cho mình cảm giác này. Khởi đầu ít đạn hay sao tôi nhặt mấy hộp liền cũng nhặt được nhỉ. Mà đã bắn cái viên nào đâu. Chịu. Bắt đầu thì cho vài băng. Thôi cho mày hết rồi đấy. Ủa vãi, đập thằng béo ra ông Quân ạ. Vãi cứt. Anh nổi. Chém mẹ luôn, chém luôn. Láo, láo. Chưa gặp này, trốn ra ngay được. Đây. Thành Katana. Ngon. Được chưa? Cửa luôn. Cửa rất nhiều tiền. Tôi thích dầu vãi. Mua. Chắc dầu ba mua được rồi. Mua cái dìu rồi. Cái dìu chắc phải đợi. Dìu có tác dụng đánh với mấy cái con căng căng thôi. Có hai người. Tôi nhận đâu mới nổi, tôi đầy hết đạn rồi. Đấy, tôi tưởng chạy vụt qua cướp của mình như vậy. Ôi trời, nghĩ ai cũng sử dụng như nó luôn, vãi nồi. Ủa giáp kìa, nó không phải, thực ra. Lại kìa, lại kìa. Chân rồi. Tôi bật nhạc cho các ông cho vui 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 tươi. Sau. Mình giờ đằng sau kìa. Sao cái đạn nhanh thế nhỉ? Lêu.
bắn nhiều thì hết đạn nhanh. Đạn ở kia. Vãi thằng lâu liên tục, vãi luôn. Quá là chất. Không có nhảy lên, vãi nổi không được ạ. Tâm muốn ra chuyện. Cơ ơi, tôi xin 100. Cho. Một phát nữa. Đó. Thấy. Thấy. Mấy nổ. Cái lều vẫn chưa đủ ạ, à, như cứt. Ai cho này. Đúng chưa? Thôi, cần thiếu rồi. Mới sau ạ. Tôi mua bom. Lúc ấy là thiếu 100 đồng nhưng mà tôi quyết định tôi mua mười mấy quả bom. Phải tham. Ném cho mua bom được chứ. Ăn hết rồi. Ừ. Tôi là khẩu shotgun rồi. Lever. Đi có mạch sờ lâu. Đi chạy đéo sau phê quá phê cái gì càng từ lâu càng giống phim. Tôi lên xe để tôi bất ngờ xuất hiện để hút nó thích là xuất hiện nghe gì cả ông cơ mồm mà sát thủ cửa xuất hiện rồi để bạn bắn rồi. Vãi lên xe cùng mình, vãi ông kia chạy béo mà ngào béo trong này. Cái tên lùa đấy. Lại điệu vệ vãi đều. Lùa. Ngon, đúng lắm. Bên này có con siren. Mẹ kiếp, ồ quá gì, con chó nhỉ, ghét con chó ra. Anh tụt đi quá. Bây giờ một chút mạnh. Nghe nốt. Chân ấy. Vãi ở dưới chân. Để tí mà bắn nổ, mình đứng ngay trước mắt nó mình bắn mà cả băng nó mới chết. Nhanh lên trước khi con chó nó chém cái đầu cứng. Chém. Ui ồ. Ba phát chém với chứ. Nên mua cái kiếm hay mua cái dìu bây giờ? Vãi, nghĩ cái này là tiền à? Hay là cái hộp thôi?
ôm nổi tiền nào đấy. Thử có tiền rồi đấy. Cô xin tí tiền được rồi. Mua cái ra. Dạ. Chưa. Giáp 86 ạ, cũng lều. Ủa vãi lù. Em đúng lúc nó hết à? Tí quả gì đạt. Tại anh con đi đen nó có. Tôi đợi con này nó hết. Hết xong tôi vào. Mẹ nè, mẹ nè, mẹ nè. Ôi, hết kìa. Con chó. Hết nhanh quá, nó hết được mình. Mày nó không thể hình tượng giáp. Mà lấy giáp thì vẫn mồ. Bốn vãi. Xinh. Hết xong thì ta quay các bạn. Cắt đầu. Đánh thẳng vào sau cái biệt của địch luôn. Vãi nổi lại một đầu siren nó ra luôn. Nó lui. Tôi phải giết thằng bắn xa team nó. Giết thằng AD team nó. Mẹ khiếp. Nhờn. Đấu vào đây, đúng rồi, đấu vào đây này, đúng rồi. Tôi đến đây. Chết đi. Chơi cái đống nào. Có chi nữa. Ngồi xuống ấy, ngồi xuống. Ô vãi. Vãi là mình đẩy bén lên người nó luôn à. Chiu. Đi rồi. Dự đoán con cuối cùng là con gì? Dự đoán là con Cloth. Thôi cá 50 đô là con xin. Con Cloth. Tôi cá là con Crawler. Crawler. Cloth nhá, đưa tiền đây. Đưa tôi tiền nhá. Đã kiếm được 50 đô. Nhưng mà mua được cái gì không? Mua được súng vật thôi chứ. Nhưng mà mình cũng không cần thiết lắm. Người ơi, đây xong trăm mày. Đấy, giá trị của nó đấy, ông đang làm ấy, ông đang sử dụng ấy. Xoay. Ủa bà? Xuyết nghe nó có chuẩn không nhỉ? Đây là trung tâm vui chơi, phải chặt chiếc quái rồi. Nhưng mà trong kia nó cũng biểu tiếng xuyết, tiếc hay sao không hả? Ờ. Nóng. Cái này giống như trong bên thèm đấy nhỉ. Nó có cửa, sớm hết. Nóng. Được.
ra thằng nữa kìa, anh lều. Ồ vãi, bay bén người luôn, tuyệt vời. Ôi nhanh cái kìa, à đọc, 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 ha. Ôi, nó chết rồi, nó chết rồi. Cắt để cho nó nhảy, nó nhìn kém thôi, cùng nó nhảy. Đi, con. Mẹ nó vẫn nhảy, 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 ghét nhất là mấy con đấy. Nó nhảy, nó nhảy thẳng mặt mình đó, nó cứ nhảy qua, nhảy lại, nhảy trái, nhảy phải á, đúng rồi. Còn tôi nấp sau cái biển và đã hé được sợi chim của con siren. Con mà khiến mình mất giáp nhiều nhất là cái con kiếm này, cái con nhện. Con mất dậy nhất. Chịu mình nghe tin cái chói á. Quá. Con cửa lót này hiện thân được thành Hưng, chả làm được cái gì. Tôi đợi nó hết xong tôi mới vào. Dạ, tôi cũng thế. Vâng, nó rất trâu. Vâng, nó không hét được vào xe không ạ? Nó không hét được vào xe. Đó. Chúng ta chết được rồi. Của tí. Út. 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 Ồ, ớ kìa. Vâng, quên mất cả rồi. Lại chồng với một cáo tiên bị nữa. Bắt đầu có phải sửa nữa. Bắt đầu đây. Bắt đầu đây. Bắt đầu đây. Bắt đầu đây. À, tôi đã vừa lau kiếm bằng cách chuyển sang cổ lục. Ngon. Vậy sao? Chuyển sang cổ lục là nó sẽ lau kiếm không ạ? Đứng hết đấy à? Đứng hết đấy, chỉ có thằng Hưng đứng đấy thôi. Đấy, có điện đấy mới thôi. Được, có rồi. 4 thằng là có rồi, 3 thằng thì để quyết sau. Bà, còn có điện chứ. Cặp nhện vậy cứ. Cặp vui vậy đều. Cười không? Chết là hình. Trong lều có khẩu súng này. Tí nữa xuống. Oh, that's fine.
bom thôi rồi. Ôi phí hai quả bom thôi rồi. Đạn phân hủy đáng luôn. Bắn rồi. Đuổi ra không vào đâu. Giết con chó trước kia nó vào, trước kia nó tiến vào. Giết con chó trước kia nó tiến vào. Vâng, bắn cả đống mình cắt đầu. Giết con chó kia tiến vào không ơi. Cái đám lobo có chịu vãi. Solo này tốt. Và hồi cái kia của màu. Đầy thế nào. Tôi lau dìu quá. Ngon. Dìu đã trở về trạng thái ban đầu. Cắt đầu rồi. Cắt đầu rồi. Con cuối là gì? Con cuối là con gó phát. Lần này sẽ là con gó phát. Tôi nghĩ là Clon. Tôi nghĩ là Clon. Tôi là con Clon. Phải Clon thật. Ủa phải lúc nào cũng là Clon à? Tôi không nghe lại đây được rồi. Không, tôi có thể làm giàu bằng cách này không ạ? Hên rồi. Quái cứt. Quái nổi. Ông có biết là đằng sau tôi có thằng nào không? Có thằng Hưng à? Ủa gì không có pháo. Thì đó đang dùng cho nó chạy đi đâu. Vâng. Bắn trong cái giai đoạn này không bị tính đạn à? Có như thế. Ngon. Nhưng mà để làm gì? để bắn điên hay sao ấy? Điên này. Ui này. Trong lều này. Ra. Thịt luôn chứ gì đó. Thịt nó luôn trước khi nó đi vào. Nguy hiểm này. Có thấy rồi à? Có... Chưa thấy á. Có phải đã à? Cái con lâu mâu ấy là mình không biết cả. Dạ. Đây mày phút đơn lên. Sau rồi. Điên này. Con này giết trước. Điên vào luôn.
Dạ. Vâng ạ. 10 phút nữa. Mọi lù có hết cho hết hết cái lựu đạn luôn. Ôi cái đám kia rồi, khủng lắm. Ủa vãi, tụi máu kìa, lùi 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 lùi. Con Siren kinh vãi, cứ 2-3 con đi cùng nhau rồi là đốt máu cho tôi rồi luôn.
Ô điên rồi. Điên cũng không thể đỡ được. Ăn đúng đa một mồm luôn. Con này là con béo rồi. Tôi chắc chắn nó là con béo. Cái này là con béo lớn. Tôi nghĩ con cưa ông ạ. Vãi nồi, con béo. Vâng. Con cưa. Cảm ơn. Cảm ơn. Đây rồi, tôi sẽ trung độ cho ông ở đây. Sao? Tôi không lỗ mấy. Có dù. Tôi vừa lừa 50 đô vào Samsung. Đủ để tôi lên luôn này. Nhiều game. Lên lên đặt luôn. Vâng. Lên béo luôn. Gì vậy? Ôi. Đập. Đập ở dưới ấy, luôn lên đấy. Đập là mắc luôn à. Thì lấy con dao ra chém nhẹ cái thế nào. Nhảy có lên không? Dao chém đây. Có lên không? Không lên. Dao chém nhẹ cái cũng mắc ạ. Lên rồi. Which one for you bastards? Not going off. And I'll be waiting. Điên lại. Gầm 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 gầm. Giết con chó chứ. Đâu rồi, ra đây thằng khốn. Gầm 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 ở đâu không biết. Đây đây đây. Nó không phải đi ra đây. Đi thôi, nó đây. Nó là cổng này. Đập cho bay vào. 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 Đập cho đứng đâu cho tao. Mất giáp kìa chứ. Ủa vãi. Quá dễ. Thời gian để cho máy chém yên. 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 Ô vãi. Không có giáp, nói thua đâu. Bài vãi cứt. Bắt nó bắt lên trời luôn.
khẩu súng gì đấy ông ơi? Nhặt hộ tôi, nhặt hộ tôi. Đắt phải lùa. Ôi, ông phải chịu thôi. Tuyệt, tôi bảo tôi hit luôn. Ơ, sao tôi không được hit? Ơ, sao tôi không tính? Ơ, phải liều. Đùa. Mất mẹ cái súng rồi. Xem còn đâu. Không ạ, không cứ nhặt lại đi, tôi nhặt cho. Mất thì thôi, tôi có 4k tiền này, thoải mái. Nhặt chưa, nhặt chưa, để tôi. Để tôi nhặt. Nhặt chưa, để tôi nhặt, để nó nhặt đi. Đây ạ, đây. Đây, tôi đặt. Đây, khẩu súng của ông Hưng này. Khẩu súng của ông Hưng này. Ơ, sao rồi, cuối à? Ờ, vãi, hết tiếp sau mới phải đổi. Còn một web bắn nữa. Rồi biết sau đổi. Lại cái kiểu chiếc bé hơn thùm ạ. Cho chiến thắng một cách hoàn hảo, tôi nghĩ là tôi sẽ đổi. Vãi toàn tôi chủ quan vãi nù, đừng có đấm nhiều cái chết luôn ạ, vãi lều. Tôi không nghĩ quả đấy ông chết cơ, bởi vì tôi đập có đẩy nào. Ủa đụng chết tiếp kìa. À đây là nó đuổi ở Minh rồi. Nó đuổi ở Minh rồi. Tôi câu một thằng quay lại. Ủa này tôi chết chắc lắm. Cứ chạy đi, cứ cổ quay đi. Cổ quay đi. Tôi có bị gì đây, đầu cơ. Cứu tôi. Con cưa giết bằng katana nhanh hơn đấy quân ạ. Cưa không phải tại đang... Được, quân này lùi đi, hai thằng điên kìa. Kìa này hết sau rồi. Máu. Con điên rồi, con điên đang lao à, hai con điên đang lao. Chết rồi. Đập ra. Ủa, đập bay luôn. Đập bay con kia luôn. Tập trung giết một con luôn đi nhỉ. Wow. Máu tụt với tốc độ ánh sáng luôn. Lùi qua đây, lùi qua đây. Phải thằng lều, hai thằng liên nó dồn đa ạ. Chết đẹp luôn. Vãi nổi. Vãi nổi 161 con, vãi cứt. Cung đầu luôn. Vãi cứt 161 con, vãi cứt. 160 con, vãi cứt. Tôi mà tìm được cái giáp, chúng ta sẽ có hy vọng. Vần từ từ vậy. Vâng, Siren đang đến. Rất nhiều Siren. Vãi cứt, nó hết rồi. Mất hết cả 4 liếng luôn. Vãi đái. Nó hết rồi, mất hết cả 4 liếng luôn. Tay không giết giảm tôi, ui ôi. Con này khốn nhỉ. Ủa vãi rồi. Vãi đủ. Cứ chạy đây. Tôi yếu. Ui, con kia bắn thấm vãi. Bắn thốn vãi luôn. Giết được thằng nào hay thằng đấy. Hãy quay về cho anh em thủ súng siếc rơi đầy ở đấy. Rơi đầy trong khi tôi mơ sách. Ít nhất có khẩu shotgun của tôi đang nó còn to hơn. Vâng. Đấy là do ông được cộng nam thôi. Chứ bình thường bắn thì chắc gì đã thấm. Cái gì đấy? Thì nó bay ra bên kia là sao thì vẫn dính. Rồi, hy vọng tôi tìm một cái giáp thì chúng ta sẽ có hy vọng. Có 145 con. Hình như vẫn còn con điên đúng không? Chết 2 con rồi mà. Điên, nếu chỉ có một mình con điên thôi thì cũng được. Cầm giết được, phải ra là được. Phải giết được hai cái con đánh xa đã. Con này nó thấm quá. Nó còn đi chậm, kiểu đi cuối. Đấy, súng bóng đầy AK-12. Khẩu đáng giá béo nhất luôn. Tôi lấy đứa gì kia.
Nhanh, rút lâu thế. Vãi cất rút lâu, vãi cất. Ủa, nó bù gì nhỉ? Tôi sẽ đổi perk dần. Nếu mà... đổi perk rồi mà. Chỉ cần tôi đổi. Tôi là bắn nát đầu dù thôi. Đó, đổi luôn đi. Thì lúc sờ phan mình có luôn cổ ven nét lau chờ. Chắc gì đã qua mà các ông chưa gì đã còn điên đấy sao ấy. Tôi vẫn đang rất lạc quan vì ông điên không thôi thì cũng được. Điên với thêm một cái đám lâu bầu ấy. Tôi cần một cái giáp. À đấy không? Hay quá. Có thêm hy vọng không? Gấp đôi niềm hy vọng luôn. Như là hai thằng bơ sách đang chơi vậy. Có sáng hy vọng thôi. Chưa hụt đạn. Đấy, nấp ở đấy, đi qua rồi chém. Nắp lên xe ấy mà. Tụi chém luôn, tụi quái. Con này hét cũng không mất giáp. Ủa quái lù, con này thì mất giáp. Con này thì mất giáp. Đúng rồi. Ngon rồi, hay quá. Chăn lần lần. Nó đóng to lơ ở sau này. Trăm con này dễ vẫn còn điên lắm, dễ vẫn sờ ban lắm. Đấy, điên trăm người thì kiếm tôi vẫn cửa luôn. Tôi phải có một hai cửa ấy. Ba một con cửa. Không có đám slot ở phía dưới. Ủa vãi. Chết á. À đây rồi, một con chó đây. Vãi lù vẫn bắn được một phát, vãi lù. Cái lót đằng sau luôn. Ừ. Chăn mấy con đầu này. Con nào đi lẻ tôi cho nó lên bảng luôn. Con này không, ủa con này không đi lẻ. Không được. Vãi là người ta bị quay đấy. Sao có người. Con. Đã xua. Đã xuống dài. Đúng quá, đúng quá. Không phải đúng quá. Tiếp. Mình cầm thêm gậu, gậu để bắn xa này. Lắp qua cũng cùng luôn. Ủa, sao lắp con bắn xa thế? Vãi cứt 4 năm con ạ. Vãi cả bọn nó bắn khó quá, mẻ quá luôn. Vãi súng thằng Minh rồi kìa. Cưa Vãi lì, đồng vãi lù, đồng vãi cả lù. Đẹp được á. Chứ mà của tôi bằng gần thôi. Xoáy một loạt đấy, xong rồi lại đi chạy tiếp. Đây còn quan cửa nữa. Cô bác đang đi cạnh, cạnh. Đằng sau kìa. Để quan cửa đấy, nó dồn là một chỗ tôi đập dìu phát chết hết luôn. Cô thấy kế hoạch này có hay không? Đấy, chỗ đến rồi này. Đối trận rồi. Đúng rồi đấy. Ôi đồng quá. Mất bố giáp. Mất giáp thì chúng ta lại có giáp mới. Hy vọng là thế. Sáng mưa. Mấy chỗ hay sửa bao rồi. Có con
còn gầu bầu đúng không? Mà sao tận năm mấy con nữa, tận đông. Úi dồi ôi, trời ơi, rõ mồm, vẫn còn con điên à. Rõ mồm. Hai con á? À? Hai con điên á? À? Vãi lù. Thôi, không có giáp thì sáu clip. Còn hai được cưa kìa. Úi dồi. Con sừng đây rồi, đến lúc là ra một đồng rồi. Ôi, cổ giáp này. Ôi, chưa thấy có một cái triển vọng gì ở đây cả. Cầm cổ sòn gan đỡ tạp. Ui dồi. Đi đồ thế. Quất sai chứ không vỡ mồm. Nó phải chạy quất sai chứ không. Có khoảng 3-4 con cưa và một đồng điên thôi. Cưa từ từ mà đệ. Điên nó cưa cứng sẽ nhanh hơn. Đang đi ra kiểu nó đi lẻ kìa. Rồi Tú ơi, nó đi lẻ kìa. Nó đi lẻ đấy. Nó đi lẻ. Hai thằng điên đâu ạ? Vãi đều. Hai thằng điên. Rip. Hai điên, ba lần cười cả. Đấy, tình cái thời điểm này là như thế. Điên đi, điên đi. Làm hai con người. Đấy, phải điên đi ạ. Điên đi, đập nó xuống luôn. Nó điên rồi đấy. Điên rồi đã. Tám điên với tôi á. Đấy, điên rồi kìa. Tôi thấy rồi. Tôi thấy nó điên rồi. Lại đoán, vào đập ra. Ừ. Chỉ nó không thôi, không sao. Thiết biển rồi. Rồi, cho ông. Tuyệt vời. Kéo. Hay lắm, còn một thằng. Quá tuyệt vời. Quá hay rồi. Rồi, giờ diệt hết mấy con lâu bâu rồi. Xong. Chạy. Có cưa nhé. Có điên kìa, vãi lều. Ông này bom rồi, chết cha, ông kích hoạt thằng điên rồi. Điên nó điên lên, nó chạy ra xa tí, cái đám còn lại cửa. Để nó hút bớt được, rồi bảo nó hút hộ thằng cưa ấy. Bảo nó hút hộ thằng cưa bác. Vâng, điên đang có xu hướng lít tim, điên đi lên dẫn đầu. Nó đi nhanh nhất thì bảo. Không bắt rồi. Nhưng mà bây giờ đang đánh con điên, có thằng ngóc nó mệt bảo. Điên. Sau lưng thế thôi. Bốn con này là kịch. Bốn rồi, hai con lúc nãy rồi. Ừ. Tôi canh ừ. Sau cho. Chết thằng có phát. Ừ. Ôi giời, đóng chúng có phát rồi. Ô, bị lag à? Vãi đồ bị lag không ơi? Con này bị lag. Mẹ rồi. Vãi lù tôi đập nó một phát, nó đơ, nó tự nhiên nó đánh tôi à? Vãi cứt. Rồi. Đang có con bò ở đằng sau kìa. Ngon rồi, sau này khó khăn chỉ còn thằng ở cưa, có bắt thôi. Ngon. Chưa lên đúng không? Chưa được. Chưa lên đấy, chưa lên. Chưa lên cưa. Con đen nhỉ? Con cưa đen phải. Vâng, còn hai con cưa, hai con chưa lên.
À... Đốn vừa điên lên đã. Hai con cuối. Ồ, xong rồi. Yeah. Rồi, hồi sinh. Ôi, tôi chết rồi, tôi quên. Tôi bớt được không nhỉ? À đây rồi, đuổi gọi. Ngon quá, tôi đuổi được rồi. Nhưng mà không biết có kịp không nữa. Quái cứt xà. Xà bạn. Xà đúng không? Mình đép lần đấy luôn. Nhanh. Đuổi bớt xong không kịp mua đồ luôn thì vỡ mồm. Mình sắp rồi không ạ? Còn mình thôi. Đi sắp rồi ạ? Đừng hỏi ra. Sao trốn đâu? Trốn, chắc đứng đây luôn nên đặt hai đầu ở đây luôn. Cần tiền không? Tôi vứt cho này. Cái bom đặt đâu ấy? Đây, đặt hai đầu thôi, mình... đặt hai đầu cầu thang thôi. Có gì dụ ra? Cổ vãi. Nó ở giữa. Nó ở giữa, đừng có khả năng là nó dưới đường. Thôi cứ đặt cả hai đi, chắc. Cổ vãi ở đây có hai đường này, đặt ở đây này. Đặt ở đấy, nó sang bên kia được mà. Đặt hết vào đấy, đặt vào đấy, cẩn thận đấy. Ông Hưng đặt chùm, ông đặt, ông Hưng đặt đầu cái này, ông đặt. Trên kia đặt gì ạ? Đặt rồi nhưng mà đặt cách nhau quá. Sợ nó dẫm vào thằng Hưng rồi nó chạy chứ. Đừng cách nào ra, đừng cách nào ra. Kìa kìa, nó trên kìa, nó trên kìa. Ở trên, nó ở trên. Dính rồi, chạy béng rồi. Rồi. Thì chết rồi. Chạy rồi, chạy rồi. Lên giết bọn kia đi, không nó phá mất. Ủa vãi lù, nó phá mất một quả rồi. Phá mất một quả rồi. Cẩn thận đấy, cẩn thận nó xuất hiện rất tình lình đấy. Mình tự đào một bom mình không sao đúng không? Ờ, không sao. Lát nữa đi, thế lát nữa nó mà xuất hiện ở dưới thì mình chạy qua. Ờ, tía dồn, tía chạy thôi. Nó chuẩn bị xuất hiện thình lình giữa team này. Chết kìa. Chết luôn. Hay. Thằng Minh suýt chết kìa. Cũng như thằng Minh tí chết ạ. Hay vãi. Còn tiền nhiều